Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì hai chồng mình nó không có đi câu nên sáng nay mẹ với anh Nhạn đi chợ nè bạn. Quá trời mưa luôn rồi. Một xe luôn, dữ dằn thiệt chứ. Mẹ với anh Nhạn đi chợ mua đồ ăn các bạn. Hôm nay mình ở nhà. Quay lén vậy quá nhìn lên được chứ. Quay lén vậy á mới dặn ra ông Nhạn xấu xấu. Bán ba cái mày siêu to luôn. Rồi sao? Thấy phái vậy đó. Phái hả? Rồi có mua không? Tính đâu mua tới một chuyện nữa rồi. Dịch với mấy giò heo hả? Ở đây người ta lò mày Vinh mà mua mày Vinh. Ai biết đâu ra thấy phái phái. Hơi em nè bán không phái phái thì mua nó chết. Em là mua rồi. Vậy hả? Phải em bán là mua ủng hộ rồi đó cái bà. Thôi quá trời qua. Trời ơi chuyện gì không không? Hôm nay á thì mình không có đi câu bạn. Ở nhà nên rủ mẹ với mấy chị á làm bánh ăn. Bánh xèo nha. Đây mẹ mua gì không biết nữa, nhiều quá chừng luôn mà. Dạ mua như là cái đó. Nè, rau, trứng vịt. Trứng vịt siêu to. Sáng mình có lột lột sẵn hai cái dừa luôn. Con vịt với mấy cái giò heo là để đãi tiệc. Hôm nay mình chỉ ăn bánh xèo thôi. Hôm nay sáng nay mình ăn bánh mì thôi bạn ơi, bánh xèo để sau đi, bánh mì trước tính sau, tính trước. Ủa gì hả? Mì thật. Trời ơi đầu cổ không có kè à. Sáng nói chuyện chưa giải đầu bắt đi chợ. Mẹ bạn bánh mì. Bánh mì nha, bánh mì nha. Mẹ mua quá chừng luôn. Rau salad cái gì? Con nhũi, hàng gì nó thơm bốc mũi thơm ghê luôn á. Ừ. Rau này thì ở chợ mình cũng ít có bán lắm bạn. Cuốn nhủi. Bả gì? Ôi, rau thơm. Rồi cái gì nữa? Cải. Cải xanh. Cải xanh. Xà lách. Ủa gì làm nhân mà? Mấy nó cũng không nhựa, mấy kêu tao đừng mua nhân mà hỏi. Ý con hỏi là cái gì? Thật, thật, thật. Mình có một cây dừa trước cửa hả bạn? Hồi đốn làm cái nhân luôn cho nó ngon. Còn cái này thì mẹ mua cái gì? Giò heo. Rồi heo với tép với thịt, con vịt siêu to luôn. Trời ơi hết biết bự rồi, vịt thịt không à. Ngày mai nhà mình có khách á nên mẹ mua sẵn trước làm để mai luôn. Mai lưu bu ngon ha. Rồi với miếng thịt ba gọi nè bạn, ngon ghê luôn. Với mẹ mua bịch tép nè. Tép gì mẹ? Tép gạo hả? Gạo nè, tép gạo. Cái này chạy là mua con vịt tặng bịch trứng vịt. Vậy hả? Ừ. Thiệt hả? Ghê chạy. Tính đâu vậy, thôi đi ra mua thêm con nữa đi. Tính vậy mua thêm con nữa. Nè các bạn, tép 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 gạo nè. Nhìn ngon ghê chưa? Tiêu cô gối luôn á. Tép này với mấy cái ghe cào á bạn. Đổ lên rồi người ta mần sẵn cái người ta bán gì nè. Nhìn ngon ha. Tôi vừa gói luôn. Tép này mình làm bánh xèo á, làm nhân ăn nó ngon, nó ngọt hơn bạn. Khoảng tép kia, cái này mình để nguyên con luôn. Với miếng thịt ba gọi nè. Ba gọi này ba gọi chỉ hay gì á. À, thịt tới da luôn. Ngon ghê luôn. Còn vịt siêu to à. Vịt này thì mẹ nấu tiêu á vậy á. Còn giò heo thì giá cày dữ rồi. Trứng vịt làm gì? Trứng vịt bỏ tủ lạnh hả? Con vịt để chắc chịu, chắc tao nấu luôn á. Chiều mẹ nấu. Còn đây là cải nè. Mình ăn bánh xèo thì có cải xanh này á, gói ăn nó cay cay ngon bạn. Dưới này là salad. Salad lụa với salad gì? Salad này là gì mẹ? Cái đó xà lách thường. Lụa dưới thường các bạn. Đó.
Trời ơi, mua 5.000 xả thằng Đạt nó bán cho nhiêu này chịu nổi nó không? Chứ không nhủi quá trời luôn. Nãy á nhẹ thì mình lột sẵn hai trái dừa bạn, đang hồi vắt nước cốt làm nhà mẹ nhồi bột cho nó ngon nó béo mà. Thôi giờ để cái quá một cụ ngựa luôn. Để đây đây rồi mình với anh Dạng đi đốn cây dừa vô rồi hả làm nha. Để cái phần này để đây đi. Đi đốn dừa thôi. Giờ mình đốn dừa nha bạn, đi đốn dừa làm nhân thôi. Đốn dừa bằng chó làm nhân. Bậy bạ không? Con tin nó không, con tin nó về nó không la vậy 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 mới sợ à, cơm nhão là của con tin đó. Nhà mình giờ còn ba con à. Gấu mập thì cho anh Vũ Điệp các bạn. Mà ba con đêm nào ngủ cũng như cái chợ hết trơn. Wow, dây bông thiên lý quá chừng bông luôn. Đốn cây này phải không? Hả? Cây này phải không? Ừ, đốn cây đó đi. Cây này cũng hủ nhiều nè, dễ cây nè. Ờ. À. Bay rồi nha. Đây nè. Này nè bạn. Cái này mà xào thịt bò thì thôi bá cháy luôn, nhưng mà để cho nó đừng có nở như gì. Nó nở như gì thì nó không ngon, không nó búp búp ăn ngon. Rồi đó thì quá chừng nở luôn rồi. Ở dưới bến mình có một cây chú sữa. Đã lắm. Chú sữa xe gì siêu siêu bé tí luôn. Đó. Trời. Mà trái đó ngon lắm nè. Đắng 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 không à. Đúng vừa thôi. Giờ trồng bự bự để dành đốn ăn cu hủ làm bánh nếu bánh rồi bạn ơi. Làm gỏi đồ không à. Ủa dạ. Không ăn trái. Không biết uống nước. Ê dây điện, dây điện. Đốn bự bự để dành nè. Lấy cu hủ. Lấy cu hủ ăn chơi vậy đó. Này đổ bánh lá dừa nè. Ê công dây điện kìa. Hả? Thôi chạy. nhớ hồi bữa mà lâu rồi mình với mẹ có bánh lá dừa hồi ơi nó lâu quá nghe chạy sợ rồi. Xài cái củ hủ ra mà không có một miếng nào hết trơn á rồi bó tay luôn có không kệ đi không có mình lên hái đu đủ mình làm. Vườn nhà mình đu đủ bao la mà lo cái gì. Đốt cái dừa bự. Chơi luôn. Lấy cái máy cưa ra. Làm gì làm chứ thấy củ hủ dừa là ăn ngon hả bạn. Mình mình làm bánh không thôi mình xào. Mình hầm ăn cũng ngon lắm. Nói chung là củ hủ dừa mình làm được nhiều món lắm. Đi đâu về vậy? Nè, cứ tin. Đứng lại con ra ăn chào cơ. Chào ông bà chú bán. Rồi con giới thiệu cái bài của con ai cắt vậy? Các bạn thấy con tin với ông Y là ghê chưa. Mình với anh Nhạn đi câu ở nhà với nội lén lén lấy cái kéo ra cắt hết cái đầu nè. Quay qua coi. Cho con một cái ơi. Cha cho con xin một miếng. Cha nói gì kỳ vậy. Con lên trên đây gượng hồi cha lấy tay cho. Lúc đó còn ăn được không? Ăn được anh bứng lên ăn ngon. Có hủ nhớ. Thiếu quá. Nhiều không? Nhỏ ngon nhiều. Đi cầu ghiếc mà đầu cổ rồi nè. Như cái nôm vậy đó, bạn ơi. Dữ rồi chứ. Hên quá bữa nay cạo râu nhìn đẹp trai chút. Wow. Ngon. Nè bạn thấy không? Ngon ghê luôn. Ui ui nè ăn được không? Được ha. Đi vô trong.
Nó ngon, nó ngon rồi. Bây giờ mình đem cái này vô nhà, mình lột ra mình cắt nha bạn. Cái gì? Anh chàng đẹp trai nào vừa hả? Dữ thiệt trời. Cái này anh chàng đẹp trai nào vừa. Anh chàng đứng là anh chàng gì? Có một con xứng đáng không? Không phải đâu, mình khen khen vậy đi, đặng cho anh cha nào vừa hết tin. Để chê á, ai xấu xấu nào vừa cha đấu nạo đâu nha. Đó, nhiệm vụ cao cả. Thương lắm đó nghe, mấy cho nạo vừa đó nghe. Không phải giỡn đâu à. Đúng rồi, xấu xấu mấy vừa thương lắm đi. Thương dữ lắm luôn. Thương dữ lắm mấy lát nạo vừa đó. Đây mẹ. À, củ khô vừa nè. Lột ra, sắt ngâm nước đá nha. À, ngâm nước đá đựng cho nó đen với lại nó giòn ngon. Sắt mỏng 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 nè. À, dạ bây giờ mình cắt hết phần củ hủ dừa nha. Mẹ thì gì sắt củ hủ dừa bạn với ba lạc gheo. Lâu lâu cái chị ba được nghỉ đồ, mấy chị cái súng lại mà có hai chị ở hơi xa nên không có, lâu lâu mới gan được lần. Ê, không có chơi chung. Chị Tư hả? Ừ, tại vì bữa nay đám cưới, không biết phải đám cưới chị chồng đâu. Bữa nay thứ bảy, có chừng đám cưới ngay chủ nhật thường thường vậy đó. Quá trời gỗ gao luôn nè. Hả? Mà ở ngoài vườn chắc em nghĩ không có quá. Một thao củ hủ dừa luôn. Cái này là gì vậy? Hồi mẹ chiên nhìn giống cô thiếu nữ luôn á. Mặc áo bà ba. Người miền Tây là phải mặc áo bà ba. Hảo Huy biết làm không? Biết. Giờ mình bắt cái chảo lên á, mình xào nhân nha bạn. Dầu nóng mà mình để tỏi vô nè. Xì cho nó. Xì cho nó vàng nó thơm cái để thịt vô, thịt là mẹ mình cắt mà. Giờ bỏ vô. Xào cho nó săn săn tí á, rồi mình để gia vị vô nha mẹ. Cái phần tép thì mình sẽ để vô thao, tại tép nó mau chín đó. Mình xào nó cũng ấy nữa bạn, giờ mình để gia vị vô nha. Muốn hạt nêm nha. Với lại một muỗng thơm nước mắm. Mình để nước mắm rồi mình không có để muối nha bạn. Với hạt nêm trong hạt nêm nó có phải cắt giờ rồi. Mình xào cái này một tí xíu cho nó khô lại một tí, mình sẽ để tép vô nha. Một tí bạn nêm nếm lại coi vừa ăn chưa, nếu chưa vừa ăn thế thì mình để thêm một tí hạt nêm nữa cho nó vừa ăn theo khẩu vị của gia đình các bạn á. Giờ mình sẽ đổ tép vô luôn nha bạn. Tép này thì mẹ sẽ mẹ đập dập rồi thịt cũng chín rồi. Tép này á, nó mau chín lắm.
mình để tép vô á bạn, mình xào nãy giờ nó tép cũng chín nè. Mình á nãy mình mới nêm nếm á, nó hơi lạc tí, mình bỏ thêm muỗng hạt nêm là 2 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường với lại 1 muỗng nước mắm á bạn, vừa ăn luôn rồi đó. Giờ mình sẽ để hành vô nha, để hành vô mình xào sơ qua cái mình nhắc xuống nha bạn. Giờ mình nhắc xuống thôi, đã xong cái phần nhân rồi bạn. Giờ mình sẽ làm tới cái phần củ hủ dừa, với mẹ đang ngờ bột nữa. Đây nè bạn, nãy giờ thì mình xào nhân cái mẹ pha bột. Bột này thì mẹ pha với nước cốt dừa không nha. Bạn làm nước cốt dừa cho nó béo nó ngon. Bạn làm nước lạnh thì cũng được, nhưng mà có nước cốt dừa thì nó sẽ ngon hơn. Nước ngon không? Nước dừa, nước cốt dừa đó, dừa nhà đó các bạn ơi. Dừa nhà làm nó ngon hơn mà dừa, nước cốt dừa mua ở chợ. Nước cốt dừa lon thì nó không ngon bạn. Nước cốt dừa tươi á, bạn mua được nước cốt dừa tươi á thì ngon. Ở đây mẹ cũng có đánh thêm mấy cái trứng nè. Trứng gà nè. Mình sẽ để vô đây luôn nha. Để cho nó giòn. Để vô cho nó giòn. Nãy mẹ có bỏ gia vị gì thêm không? Không à. Trong bột nó có sẵn. Trong trong cái phần bột á mình mua về á nó cũng có rồi, nên mẹ không có để gì thêm. Mình chỉ để hành thêm thôi bạn. Các bạn muốn ăn hành thì để hành thêm, còn bạn nào không ăn hành á, ở ngoài chợ nó sẽ có bán một bịch bột mà không có hành nha. Còn một bịch bột thì có hành. Mà mình thấy hành á thì bỏ vô nó sẽ ngon và thơm hơn. Các bạn bỏ trứng vô á, các bạn sẽ quậy đều cho nó tan ra hết nha. Rồi mình thả chiên. Ở khi chiên á thì các bạn cứ quậy đều lên gì nè, để không thôi nó lóng cái phần bột á, nó sẽ lóng cặn lóng xuống dưới phần bít nè, đáy. Nó sẽ không ngon. Mình cứ quậy đều. Rồi giờ phần bột nhân rồi xong xuôi hết rồi, mình bắt đầu chiên nha bạn. Phần củ hủ dừa á bạn, mình cũng xào sơ cho nó chín ngon, để không thôi nó cứng ngắt à. Nó giòn nhưng mà nó cũng cứng. Mình cũng để hạt nêm với lại đường tí nước mắm vô xào cho nó cái gia vị nó đậm đà một tí cho nó ngon. Bạn xào sơ thôi, đừng cho chín quá. Chín quá nó mềm quá nó không ngon. Rồi giờ chiên bánh thôi. Chị ba sẽ ra tay trước nha các bạn. Đó, tròn giò luôn đó, méo đâu mà méo. Thấy không? Quá trời luôn rồi, bữa nay á là một thao bột, một thao nhân chà bá luôn. Cái đó nãy em cũng xào sơ rồi đó, chín rồi, ăn được. Còn do luôn. Giờ mẹ để nhân vô. Xay cho nó đều nó vàng nha bạn. Chiên mấy cái chảo chống dính này chứ nó không có bằng mấy cái chảo mà. Ừ, cái chảo của mấy người ta chiên bánh tráng chiên mồm nó chiên sao. Cái chảo đó kêu bạn cái chảo gì mẹ? Nhôm hả? Dạ, nhôm thứ của mình đó. Ta chiên lâu nó ta giòn. Ta mua về người ta làm sao á? Ta đốt ta làm sao á? Nó không dính mà. Còn nhà mình chiên á là dính hết trơn, không có nào được ăn hết trơn á. Ở này nè, người ta mua về cái ta hay chiên chảo trong dính này là an toàn nhất, lẹ ăn rất luôn. Chiên cái chảo kia toàn là dít 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 không, không có nguyên cái, dít cục á. Giờ mình để cho cái da nó giòn á. Rồi xưa chiên mà chảo kia trong vậy đâu có vụ chống dính đây, giờ đặt chảo trứng là làm biết. Này nãy bạn, không giòn, giòn nhìn đẹp kia không?
chiên chảo này lẹ thiệt. Mau ăn quá. Mới đây gọi một cái rồi đó nha. Nè, cái da nó, cái vỏ nó giòn ghê các bạn nè. Nhìn bánh đẹp chưa? Bữa nay hai đầu bếp ra tay nha các bạn, còn mình thì đứng dòm thôi. Sướng sướng không? Các bạn thấy sướng sướng không? Khoan, từ cái nào cái nấy nó tròn do hả bạn? Ghê chưa? Bảy lá lá cực càng già càng cay thiệt. Quay cái bánh nhìn đẹp ghê. Giờ mày để nhân vô. Chiên hai bếp luôn chó máu bạn. Làm như là cái đám vậy. Nhà có mấy người à, với có thêm mấy chị nữa mà như cái đám nha. Nhà tới 4 chị rồi, nhưng mà có 2 chị ở gần à, còn 2 chị ở xa. Nên 2 chị xa lâu lâu mới về. Cái chị ba thì ở ở kế bên nhà. Tép nè, mình chiên tép này nó ngon các bạn, nó ngọt hơn cái tép kia. Cái bánh siêu to luôn á. Cái chảo này chiên cái bánh siêu to thiệt á. Không mà nhà mình cái gì cũng thấy bự bự chứ không phải vậy, sắc miếng thịt cũng bự. Anh dạng anh khoái lắm mà sắc cái gì mà bự 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 á nha. Bởi vậy mình nói không có sai thiệt nữa không? Bạn thấy không? Cái nào như cái nấy đều gan luôn nè. Tròn do. Cái chảo đó mà mẹ mình mới chế dầu vô, tha dầu vô đó, dần cho dầu nó nóng nè. Ghê chưa, ghê chưa, như đầu bếp chuyên nghiệp luôn vậy đó. Ghê chưa. Mà ngốt quá. Có ai mà làm gì mở tiệm mướn mẹ mình ra chiên bánh xèo nha. Mẹ chiên bánh xèo mau lắm mà, chiên cái bự bự không à. Mấy mà mốt mình mở tiệm đi mà bạn, mấy bạn lại ủng hộ. Bánh xèo siêu to. Bán chứ không có lời quá.
Giỡn hoài, nhà mình toàn là đầu bếp không á, không? Đầu bếp dữ dữ. Ừ, không dữ không à. Cô ba thì lặt dao rửa chén rồi được. Cô ba xin cũng là do đó. Chắc vậy. Cô ba chiên cũng dùng gió, giỡn hoài. Đầu bếp dữ dữ còn nhà là mẹ, chị hai, chị ba, chị tư, chị năm. Ai cũng nấu ăn hết trơn. Có mình thì mình biết ăn. Nó xèo nhân nhiều lắm mà. Thịt không mà bự bự sắc dày dày không à. Có mà hai bịch bột mà một ký mấy thịt chứ mà nửa ký tép. Em nói là anh khoái lắm. Phải không? Anh khoái bự bự bự. Nào. Bởi vì mình là đầu bếp chuyên nghiệp quá nè. Mình xảo không? Khét hai bên dạnh trơn luôn. Ngon chưa? Nãy giờ nấu chứ cũng nuốt nước miếng dữ lắm rồi đó, nhưng mà gán kìm kìm nén nữa bạn ơi. Nhiều lắm á. Ba cái bánh xèo bà chủ ơi. Đó, bánh này chắc cả 20 ngàn. Ôi, 20 ngàn lỗ lỗ thôi chị ba ơi. Cái bánh xèo này siêu to lắm mà nha. Chiên nãy giờ thấy gì cũng mau bạn. Mau. 6 cái à. Ha 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 ha. Thử cái dụng dụng này. Thử thử vậy. Ha. Ăn dụng rồi. Đó. Không có gì ngon mà ăn dụng đâu. Có thêm đi cà phê nữa. Trời ơi. Ủa vừa ngọt cho luôn rồi. Mới cà phê rồi. Với lại tép đó nó ngon nữa, anh tép đó nó ngọt á. Ha. Gạo. Tép gạo ngon hơn. À, hưởng hết. Không có dụng. Ăn dụng hoài trời. Này mới dụng mà đúng ăn dụng luôn á. Dụng dụng rồi ăn. Đâu ai dám ăn cái nguyên đâu, trời ơi quánh. Hiền quá. Gặp hơi nha. Trời, từ sáng. Đâu rồi, đâu rồi, nghe gì mà kỳ kỳ, đâu rồi? Cái nào? Nè, nè càng tin nè, tránh ra, đó. Đây, đây, đây là tác phẩm của vợ mình, bạn ơi. Hao người sao chiên vậy à, cái bánh uống nu à. Chiên dài dài vậy ăn mới ngon. Hái đầu rồng hay đăng cấp vậy? Mẹ chiên sao tên? Dở ẹt chết luôn rồi. Chiên dài dài vậy nó ngon. Sao mà nó khác nghe? Không, khác khác vậy, ăn thơm hết tên. Nhưng mà ăn khét bị bẩn. Sao không khen mẹ vậy trơn vô Quy? Chết luôn rồi, Quy ơi. Khét bị bẩn. Dạ. À, nhìn này nha, này nha, thấy này nha. Lăn 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 nè, đổ ngoài lum nè, thành bánh nướng. Bảy không, bảy không. Người làm xối vòng vòng ở trên cái lăn cái là nó không có dày dính giữa. Dưới vòng vòng trên này nè, cái nó chảy xuống dưới cái là nó vừa. Cô ba là không khéo. Vậy hả đầu bếp? Chút ông đầu bếp làm thử một cái nha. Thôi bình thường. Ok, lại chiên một cái là bằng nguyên cái chảo luôn á. Ăn một cái là no luôn. Khéo tài ai như mẹ này. Cái bánh này công nhận là phải nói là đặc biệt luôn á. Hui nè. Trời ơi, một ký nhân á trời. Giống. Đúng cái bánh luôn rồi nè. Trời đây khác khác mà không ăn con ăn. Rồi cái bánh này ăn là đúng ngon luôn á thiệt chứ. Vừa dày mà vừa nhân nhiều nữa. Đúng chất lượng luôn á. Quá dữ. À, rồi nha bạn. Tới ông đầu bếp ra tay nè. Chiên không được á, nghỉ ăn á. Lắc rồi không? Lắc đứt được không? Nè nha, nè nha. Này đổ sao? Đổ vòng vòng phải không? Ủa, nãy chỉ em mà. Nhiều bộ rồi dữ rồi. Không có gì đâu. Trời ơi, chiên dữ mà lắc nè ha. Nguyên cái chảo luôn nè. Tà bá luôn.
chiên cái là ăn là nhớ luôn á. Chiên cái trà bá cho trâu mình ăn nha. Bạn cắp không tiên? Bạn cắp mà chó hẹt. Đi dứng luôn rồi đó. Ừ, say dữ ta. Trái bự luôn á, siêu to luôn. Trái bự siêu to. Dòng cái xong cái mình ấp, xong cái mình ấp cái này vô bạn, quất cái một vào xong, khỏe luôn. Nghe nắp đậy lại được, nó chín. Đây này hả? Để sao giữa? Nó bị mắc ngấn đó. Đó. Để đi. Để đây từ từ, để coi nha. Để nãy á chơi mình nha. Dù hồi nó khát nè, cho mà coi nó không chín luôn. Khát cho mà sợ coi à. Nè. Rồi nó khát nhạt luôn đó. Mà coi. Khát sợ rồi. Khỏi cần em dìm anh, hồi tiếng cũng dìm hàng anh. Đứng cái kinh này kìa. Rồi nó khát cho mình coi. Nó khát cho mình coi. Để nhân vô. Nhiều luôn hả? Ừ. Đúng rồi. Để củ hủ dừa vô kìa. Để củ hủ dừa vô trước kìa. Tí củ hủ dừa ha. Để ngay giữa không? Để bên đây nè, còn hồi úp lại mà. Chết rồi, ông Thọ ơi. Rồi im, thịt vô. Ê, vừa thôi. Ê, tim. Chơi ngồi trên giò, tép vô. Rồi, đi được rồi. Xay cái chảo đi. Ghê chưa. Dữ quá. Phi lên luôn rồi, thấy không? Phi lên luôn là nó quạch luôn nè, móng tăng luôn. Úp là không được luôn á. Quạch hả? Được chưa hả? Đó, giờ đợi cho nó vàng, nó giòn cái nha bạn rồi ấp lại. Thấy không? Ghê chưa? Chiên bánh là kỹ thuật được hay gì nè? Nó ghê chưa? Ngon phì hơi nè. Trời ơi. Đá bên đây nè. Dịch chết ra phì nè. Đó. Nó không hơi đó. Ghê. Chiên bánh là phải nói chung là cho nó động nó dít vậy đó, như là sống động có thiệt vậy đó, không? Ừ. Nè, ngồi lấy ra, nó nhồi một cục nó mắc người à. Quá mỏng rồi. Nó không có khác mà sợ cái này hồi nó với một cục á, không có ra được cái bánh nè, nó mỏng quá. Quá mỏng rồi. Chưa khô chưa? Lấp qua. Đúng rồi, hết qua bên nào hồi nãy kêu để bên thôi. Ui, ông đầu bếp gì mà mắc chỉ chết luôn rồi. Thôi, để đó. Vàng chưa? Nó mỏng quá rồi. Được. Đúng rồi, nhưng mà hết nó đùng là uổng. Để cho nó ngay cái mới được. Nhắm mới được. Đó, mình chiên vậy đó, mình hất một nữa thôi, bên kia cái mình cuốn lại. Thành cái bánh cuốn luôn. Ừ. Mình chơi thứ dữ mà cũng dài dài hay giòn không? Im. Nè, thấy không, nó chỉ cần thổi là nó ra rồi. Cái bánh xèo độc có nhất. Có một không hai. Độc nhất vô nhị luôn. Nhìn màu không? Im không? Im. Xếp này lại luôn à, rồi để góc cho nó giòn. Được. Vậy thôi chiên tiếp đi anh ơi. Đẹp quá nè, em chiên bị khét. Chiếc này luôn đi cho nó dễ. Rồi hồi cái mình lấy rau bạn. Đẹp quá. Cái mình để ngoài cái mình cuốn nguyên cái bánh xèo vô ăn luôn à. Giống mà giống gì. Tiếp đó, đặt ra. Ghê thiệt á. Trời ơi, cái bánh của anh có chút xíu à. Anh xếp lại gọn khô rồi. Vụ gì? Vụ gì? Cái vụ gì? Rồi sao khiên ra được? Cái dĩa. Ôi, ông đã làm gối địa hình hết trơn vậy. Đó. Nó. Chưa?
bằng da. Chị Mau. Ừ. Hảo Huy vỗ tay rồi, wow, rồi nữa cũng tin quá. Chiên bánh xèo phải chiên gì nè, ừ. Da giòn luôn nè, mỏng dánh luôn, như lá lúa luôn. Thổi là nó bay luôn á. Đẹp quá nè anh, chiên nữa đi anh. Rồi cái đủ ăn rồi, thôi đi nha. Đây nè bạn ơi, bánh chiên xong rồi, giờ dọn ra thưởng thức bạn ơi. Nhìn trên bàn thấy lạ lạ không? Có cái bánh của anh Nhạn lạ lạ nhất chứ không có giống ai hết trơn á. Cái bánh gì mà ship đôi lơ luôn à. Gố gao này nhìn gố gao ngon ghê chưa. Có cải xanh, cải xà lách lụa với xà lách thường, gao thơm với gao húng nhủi các bạn, với dưa leo, gà bắp cá nè. Bạn thấy gà bắp cá to không? To ghê không? À. Gà bắp cá này là ba mình trồng các bạn. Ba mình trồng trên cái hồ á, hồ cá vậy đó. Lá nào nó nấy chà bá không à. Còn đây tô nước mắm, nước mắm mẹ làm nè. Nhìn ngon chưa, tỏi ớt nổi lên luôn. Nhìn tô nước mắm là hấp dẫn rồi, chịu nổi rồi. Rồi giờ mình dọn ra ăn bạn ơi. Bánh xèo nha. Mời tất cả các bạn ăn bánh xèo nha. Mời các bạn ăn bánh xèo nha. Chung là dễ bánh xèo được cái cua trà đi hả? Ăn cái cua trà hả? Đụng luôn. Để cái cua trà luôn. Nè coi nhà anh gói một gói khủng khiếp nè nha. Này chắc giờ cuốn là nhà anh luôn quá. Đúng bài luôn á. À, ngon luôn. Bự quá. Bự quá hả? Vậy thôi cắt ra làm hai. Tao chiên cái chút rồi thôi. À, chiên rồi dai dai luôn rồi. Giờ mình ăn nửa cái đi bạn ơi. Vừa cái mâm luôn. Giờ mình chia nó ra làm hai. Trời ơi, cu tin với Thảo Quy kìa. Tin nó cũng làm giống cha nó nữa kìa. Nó nghe nè, nó nghe nè. Con ăn đàn đàn nó không lấy để người ta cho. Cười là cháu. Hai chồng mình vừa nửa cái nè. Chia đi, chia đi. Tại sao giờ? Ủa vậy hả? Cháu vô. Trời ơi. Mình ăn rồi gạo có bánh rồi nè, bánh gói gạo. Nó như là mình cuốn gì gói cuốn vậy đó. Bánh ra ngoài ra. Cho thơm vô. Rồi hết cuốn luôn. Cặp cá nhà chồng. Lá nào nó bành bành nha. Chú luôn nha nha. Lát vô. Dữ vậy, dữ vậy. Cuốn được không? Không biết nữa. Cuốn cần do luôn kìa. Sao cuốn? Cuốn vắng cái đầu này lại. Không, nó không gã. Nó dài cái bột này nó dài. Không gã. Không gã. À, rồi chà chà chà. Xem cái sai của bà Tăng. Ăn bánh xèo, có bạn nào ăn bánh xèo bằng gì chưa? Thường thường là người ta gạo ngoài này, mình chơi gạo trong luôn á. Đúng ngon luôn, chiên cũng khéo lắm chơi đâu không? Mời bạn nha. Mình tự chiên, mình tự khen luôn nè. Này là dành cho những người nào mà miệng bự, miệng rộng đồ. Vậy là anh đúng không? Không, vừa ăn quá. Ngon. Đúng là độc quyền, không có sai lẫn vào đâu được. Cho các bạn chụp tới mình mà ai cũng biết, nhìn xa là biết ông Dạng liền cái mỏ ông chua. Nhìn anh Dạng ăn là thấy thấy thèm liền á. Ngon ăn thì đúng ngon lắm rồi. Thôi cuốn bành kỳ thiệt chứ. Bột dễ cuốn à. Bột nó dai dai dễ cuốn. Dẻo dẻo ha. Cái giò quá gã chưa. Cái cuốn dừa này ngon thiệt. Nó ngọt như thêm tép, nó tép nó ngon hơn, nó tép nó gà chắc ngọt hơn tép kia. Ừ. Cũng như măng nữa hả? Đốn vô cái ăn liền nó ngọt, mà để qua bữa sau làm như nó bị già ha, cái nó lạc ha. Mắm vừa ăn luôn. Mất cuốn là nồi rồi. Mất cuốn là bạn đi kia rồi. Hai cuốn là ăn cái. Mấy chèo chợ rồi mấy cái rồi. Mất cuốn bằng đã ăn hai ba cuốn rồi á. Công nhận cái miệng bự dữ.
cầm mà cái tay muốn không giáp luôn á mà. Ở quỳ với cô Tiên toàn ăn da rồi mà không có ăn cái nhân gì hết trơn. Các bạn sạch. Tiên ăn rồi. Tiên cháy nó chèm mà còn no nắp luôn. Thôi giữ ăn đi. Đừng nói với thằng Tin. Cô Tin ăn là nhìn thấy thèm lắm luôn các bạn. Thèm hơn anh Giảng ăn nữa. Thôi gọi gỗ dẹp mấy kẹo anh. Bán là lỗ chết luôn. Bán mà nói cho mình bán để nhân nhiều quá bán mắc thì người ta nói. Mà bán lỗ ghẻ thì lỗ. Mà bán không bán là mình làm hai trái dừa luôn á, mà hai trái dừa dày cơm lắm luôn á. Người ta làm nước cốt dừa, người ta làm nước dừa lon lắm mà. Giờ chắc mình cũng vô ăn luôn bạn, mình đứng ngoài anh giả năng trước mặt mình chịu không nổi. Nuốt mà ực 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 vô luôn đó. Cừ á Tiên. Tiên nghe không? Nghe đúng mẹ nó không? Cả những giòn đó là mắc gói. Rồi đến đây mình cũng chào tất cả các bạn nha. Giờ thì mình vô mình ăn bánh xèo thôi bạn ơi. Chúc tất cả các bạn xem clip vui nha. Vy cô Tiên chào. Cô Tiên lúc này á vô vô hình cô Tiên khoái lắm, bởi vì cô Tiên lanh lắm. Không. Lân món luôn. Chào bạn luôn.